ghế gì mà tận vài triệu đồng, đến cả chục triệu đồng, chỉ ngồi thôi mà, có đáng hay không? Câu trả lời đó chính là tùy vào cá nhân mỗi người. Ghế công thể học hiện nay không còn là một điều quá xa lạ với mọi người nữa. Giá cả của những chiếc ghế sẽ tùy thuộc vào công năng cũng như giá trị mà chúng mang lại. Khi các bạn làm việc với đồ điện tử nhiều, ngoài chiếc màn hình ra thì chiếc ghế sẽ là vật dụng mà các bạn thường xuyên sử dụng nhất. Chứng đau lưng mỏi gối, nhức mỏi người từ đó mà ra chứ đâu. Lợi ích đầu tiên mà các bạn nhận lại được từ một chiếc ghế công thể học đó chính là khả năng điều chỉnh, linh hoạt các điểm mấu chốt cần thiết để có thể phù hợp nhất với dáng người cũng như là tạng người của các bạn. Giúp bạn có một tư thế ngồi đúng, từ đó các bạn có thể làm việc trong một thời gian dài, tránh được các hiện tượng đau lưng, mỏi gối, bệnh lý về xương khớp. Ngoài ra thì những vật liệu làm nên chiếc ghế này cũng rất cao cấp và thoáng mát, giúp bạn lưu thông máu một cách dễ dàng, thoải mái hơn khi làm việc. Đầu tư cho sức khỏe của bạn, trải nghiệm sử dụng thoải mái và tính cá nhân hóa, theo bạn có xứng đáng hay không?